Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị? Hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link shopgthu.vn là shop lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Ui dồi đất ơi, check qua hiện tại mình thấy qua là Red lên sách chi hồn rồi đến Omen lên đao chi hồn. A few moments later. Cố gắng nhảy vào hất tung, cắm tay tái. Úi trời ơi, các bạn thấy chưa? Trình độ cắm tê tái ăn mạng đây là gọi là đỉnh cao rồi. Được. Hảo án. Hảo án. I have yet to know the bitter taste of defeat. Your team's turn to pick. Xin chào tất cả các bạn. Lại là mình đây các bạn ơi. Lời đầu tiên cho mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã dành thời gian quý giá để có thể xem clip của mình. Chúc cho các bạn và gia đình của các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau nha. Ngày hôm nay mình đem đến cho tất cả các bạn sức mạnh của anh chàng Lữ Bố. Trên tay cầm phương thiên họa kích cực kỳ dũng mãnh. Và để xem Lữ Bố của chúng ta leo danh trong phiên bản Tháp Quang Minh có thể gánh được team hay không thì các bạn hãy cùng theo dõi. Thật ra thì đối với vị tướng Lữ Bố các bạn có thể vác đi solo đường này. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình vác vị tướng này đi rừng nhá. Đi rừng để giúp cho Lữ Bố chúng ta có thể đi gank được hiệu quả hơn. Bởi vì là Lữ Bố sở hữu đó là chiến thần xích thố mà. Đấy, rất là đáng tiếc cho Liên Quân. Tại vì sao người ta lại không tạo ra một con ngựa để cho Lữ Bố kiểu như là đúng chất là cưỡi ngựa xích thố. Hơi đáng tiếc là Lữ Bố chỉ có đi bộ mà thôi. Và sử dụng chiêu một thì vô cùng cơ động nhá. Mình cứ tập trung farm. Ô là trời, khi mà hiện tại team địch cũng kéo nhau sang rừng team mình rất là đông. Dừng tay lại không cho team địch ăn cái con bùa đỏ của team mình một cách dễ dàng đâu. Vậy nên mình sẽ cố gắng làm sao tiếp cận luôn Mina này. 3 đánh 1 không chột cũng que ạ. Mình xin một mạng chiến công đầu cực kỳ thơm. Thế là mình có được một mạng đầu tiên cho bản thân rồi các bạn ạ. Trận đấu này hơi đáng tiếc là không có điêu thuyền. Bởi vì như các bạn biết thì Lữ Bố và điêu thuyền là một cặp đôi, kể cả là ở trong phim lẫn cả trong game. Bởi vì là người ta sẽ nhìn thấy trong phim như thế nào, người ta sẽ làm trong game như vậy. Đối với Liên Quân thì Lữ Bố và Điêu Thuyền cũng là một cặp đôi, bởi vì cũng đã có những cái bộ trang phục cặp với nhau rồi. Đấy, mình cũng không nhớ rõ là cái tên bộ trang phục là gì, bởi vì là nhiều trang phục quá rồi, lắm khi mình cũng bị lú lẫn một xíu nha. Thế nên mong các bạn thông cảm giúp mình. Ryoma ơi, có thấy mình ping tập hợp không? Bây giờ phải dụ cho Omen lên cao cơ, nhưng mà mình thấy đây rồi, đây rồi. Nào, Omen team địch đánh giáp dã man các bạn ạ. Omen team địch là không dám lên quá cao thì thôi, bây giờ mình lại phải di chuyển sang đường khác nhá. Khi mà các bạn phát hiện được ra khu vực mà các bạn đi gank không được hiệu quả thì thôi, chúng ta cần phải té. Còn bây giờ tập trung ăn cái con Caesar. Đấy, cứ làm tạm cái con Caesar. Kể cả Omen, chấp cả Omen cũng không cướp được đầu dăm ba Omen ạ. Ôi ôi, trời đất ơi. Không tin nổi các bạn ạ. Mình chủ quan quá và thật sự vừa xong cũng không phải lỗi của mình. Cái con Caesar nó hất tung mình lên làm cho cái tê tái của mình không thể kích hoạt được nhá. Dẫn tới một điều là Omen đứng ở trên bờ tường nó có thể cướp được một cách dễ dàng, quá đau buồn. Thôi thì mình sẽ xả cái nỗi buồn này thẳng mặt Mina này. Thì Mina bốc hơi 175 vàng. Vừa xong là team mình mất cả rồng, mất cả Caesar, nó có thốn không cơ chứ. Nào nào thêm cả Red này, bắt luôn Red. Úi chứ gì, Red nó chết rồi còn đâu. Có bạn nào cảm nhận cái bộ trang phục hiện tại mình đang trải nghiệm, đó là bộ trang phục Lữ Bố Thần Ngọc, nó bị cứng không? Mình cảm thấy cái bộ trang phục này muốn không được mượt nhá. Nhảy không được mượt, không được kiểu mềm mại. Mình cảm thấy nó rất là cứng, rất là đơ. Nhất là cái cây phương thiên họa kích này. Đấy, cái cây thương cầm trên tay ấy là kiểu như là nó rất là nặng nề. Nó không như những cái bộ trang phục khác của Lữ Bố nha. Đấy là theo cảm nhận của bản thân của mình thôi. Còn bây giờ thì thôi kệ. Kể cả có cứng cáp đi chăng nữa thì mình cũng phải quẩy hết mình. Quất luôn HGT, dăm 3 HGT bốc hơi vào hết đây. Cái tầm này vào hết đây. Trời ơi, chiến thần hút máu như thế này thì sợ làm sao được. Chơi cả Mina và Mina chắc chắn cũng phải lên bàn điểm số. Mình xin double kill. Ui là chơi được 4 mạng các bạn ạ. Mình quan sát qua hiện tại Zuka lẫn cả Omen team địch bắt đầu di chuyển dần lên đường trên đây này. Ping cho đồng đội rồi mà không biết đồng đội có để ý hay không. Đấy, có cả Zuka này. Lao reo đâu, sẵn sàng tinh thần đi nhá. Từ từ Gidu. Phải dụ team địch lên cao được.
thích thì mình cũng chiều luôn, kể cả bây giờ mình không có chiêu cuối nhưng mình cũng sẽ đánh một cách khổ báo, ý là vào được rồi. Cứ bình tĩnh đấy, Brad bốc hơi. Vào đây băng trụ là sai lầm nha Omen ơi. Omen kìa, Omen bị trụ bắn. Ui giời ơi, từ từ, mình sắp có chiêu cuối rồi các bạn ạ. Bản thân của mình phải có chiêu cuối thì lúc đấy mình mới có thể kích hoạt lao ra tấn công được đối phương. Bây giờ có chiêu cuối là lao ra thôi chứ ngần ngại cái gì, dăm ba Hayate quất luôn, để Hayate chết. Hên thật sự ạ, còn đúng một xíu máu mình vẫn sống sót thành công đây này. Rất là hên cho một pha giao tranh nha. Đối với chất tướng Lư Bố thì có rất là nhiều ưu điểm. Ví dụ đây là chất tướng kiểu như là vừa tanh vừa có thể gây được sát thương đấy các bạn ạ. Kể cả các bạn có thể lên full thủ thì các bạn vẫn có thể gây được sát thương lớn. Ngoài ra các bạn có thể lên full công thì các bạn vẫn có thể có được cái lượng máu khủng. Đấy, thế nên được gọi là chất tướng vừa tanh vừa có thể gây được sát thương cơ mà. Ok, và về build đồ ấy thì trận đấu ngày hôm nay trang bị đầu tiên mình sẽ lên đó là dìu Leviathan nhá. Ngoài ra sẽ là giày kiên cường, rồi đến thư Rhinos, rồi đến phước cực kiếm Nanh Phini, và trang bị cuối cùng sẽ là trang bị giáp bảo mệnh. Hello Omen, mình tới rồi đây. Rima để cho mình, để mình quất phát mình xin. Trời ơi, huyền thoại. Đến kịp thời một cái là cáo mạng liền luôn. Build đồ mình cũng đã trình bày rồi. Lữ Bố thì vô cùng cơ động với chiêu 1. Ngày xưa thì chiêu 1 không thể qua được tường đâu. Từ từ cướp bùa xanh cướp. Mình xin, thế là cướp được bùa xanh rồi. Zuka chắc là cay cú lắm đây. Đấy, chiêu 1 là vô cùng cơ động nhá. Ngày nay là các bạn có thể nhảy được qua tường. Chứ còn ngày xưa lâu lắm rồi ấy, thì chiêu 1 của Lữ Bố là không qua được tường, lúc đấy là cũng hơi bị tù. Đấy. Ngoài ra thì cái điểm lợi nữa đến từ chiêu cuối của vị tướng Lữ Bố có khả năng hút máu rất là ghê. Các bạn có thể kích hoạt trong giao tranh và quất không sợ cái gì cả. Nhưng mà thật ra mình nói không sợ cái gì cả là cũng hơi sai sai nha mọi người. Bởi vì là Lữ Bố cũng sẽ bị khắc chế bởi trang bị sách chiều hoặc là đao chi hồn. Gặp Lữ Bố là các bạn sẽ cần phải lên sách chiều hoặc là đao chi hồn nhá. Cứ làm tạm cái con rồng thôi. Mina làm gì đây? Ui ôi, nó cướp được rồng rồi, trời đất ơi. Mina phải trả giá. Mina bốc ơi. Thật sự là trận đấu ngày hôm nay mình hơi bị lỗi các bạn ạ. Mất cả Seiza, mất cả rồng, đây là cái lỗi cực kỳ nghiêm trọng. Mình là người đi rừng, vậy nên là khi mà mất những mục tiêu lớn như vậy mình cũng cảm thấy buồn lắm. Tôi thì quất tạm Zuka nhá, cứ lao vào. Zuka có quả cầu bất tử. Ui, rất là khó để giết được Zuka. Thôi thì quất tạm cái con bùa đỏ vậy. Căn bản bây giờ là chiêu cuối của mình sắp có rồi mà. Thế là mình cứ đánh hổ báo thôi. Quất cả team địch luôn. Mà em có quả cầu bất tử đây. Ấy, làm nhanh cái con bùa đỏ sau té luôn nhá. Mặc dù là mình ăn được 7 mạng rồi nhưng mà mình vẫn cảm thấy thất vọng về bản thân. Bởi vì cho đến thời điểm hiện tại thì team mình chưa ăn được cái con rồng nào, chưa ăn được cái con Seiza nào cả. Mặc dù mình cũng đã có những tình huống tấn công rồng và Seiza nhưng vấn đề chính vẫn bị cướp mất các bạn ơi. Đấy là cái vấn đề mà mình cực kỳ buồn và cay cú. Tôi thì solo thẳng Omen luôn, thích thì cân hai, thích thì cân đôi. Trời ơi, hồi máu rất nhiều và hút máu rất nhiều. Ủa? Zuka còn xíu máu và Omen vừa xong cũng còn xíu máu mà thôi. Giá như mình trâu thêm chút nữa là mình sẽ có một tình huống highlight cân đôi. Nhưng rất đáng tiếc thì cái kết có hậu không có mỉm cười với mình. Buồn quá. Hy vọng rằng trong khoảng thời gian này các bạn có thể bớt chút thời gian để có thể ủng hộ mình bằng cách hiện tại mình mới lập ra một cái kênh YouTube hoàn toàn mới có tên gọi là G Các Thủ Sót. Kênh YouTube đấy thì cũng làm về Link of the Bay nhá, nhưng mà ở dạng nội dung video clip ngắn. Đấy, video ngắn ấy. Thế nên là hy vọng rằng các bạn có thể lên YouTube và gõ tìm kiếm từ khóa G Các Thủ Sót để có thể ấn đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình mới lập kênh thôi, thế nên là hy vọng rằng các bạn sẽ là những người đầu tiên để có thể ủng hộ mình. Bởi vì sau này kênh YouTube đấy có thể phát triển thì các bạn sẽ là những người đánh dấu cột mốc, là những người đầu tiên theo dõi kênh YouTube của mình. Thế nên mình hy vọng rằng các bạn sẽ ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, quay trở lại với trận đấu này. Mình sẽ di chuyển dần xuống đường dưới để có thể thủ cái trụ đường dưới này. Có Mina, cả Omen thì tầm này không sợ nữa. Khi mà chết một mạng rồi cái tầm này liều thôi. Liều ăn nhiều các bạn ạ. Vào đây, Omen đâu? Thì Omen chạy thẳng thế này, đánh nhau với Mina chán lắm các bạn ạ. Mina thì nó hồi máu cũng rất là ghê. Thôi thì có sự hỗ trợ của Laurel thì chắc chắn là Mina phải bỏ mạng thôi. Cân luôn kể cả Omen này. Laurel không làm được thì để mình kiếm mạng double kill cái. Và Omen lên bàn điểm số double kill, trời đất ơi. Thơm ghê các bạn ạ. Đấy, may là vừa xong có sự hỗ trợ của Laurel chứ không là mình không thể nào cân được đôi đâu. Trong cái phiên bản này là phiên bản tháp quang minh, hiện tại Lữ Bố không hề có sự thay đổi sức mạnh nhá. Vậy nên các bạn yên tâm về vị tướng này. Các bạn có thể vác vị tướng này và leo danh. Thật ra thì trong phiên bản tháp quang minh này chúng ta có 3 vị tướng thay đổi, đó là Seniel này, Tara và Thon. 3 vị tướng có sự điều chỉnh. Còn Lữ Bố thì không hề có sự điều chỉnh nhá. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng tiếp cận giao tranh với chiêu cuối trong tay thì quất hổ báo luôn.
chơi thẳng Zuka luôn. Zuka nào thích đi solo. Ui giời, Zuka lên bàn điểm số. Ôi ôi, từ Omen ơi. Sợ lắm cơ khi bản thân của mình. Ui, sợ thật, vừa xong Omen còn đầu tư tốc biến định dí mình. Nhưng mà dù sao thì mình cũng đã câu được cái tốc biến của Omen rồi. Bởi vì Omen tốc biến xong cũng chả chạm được vào người mình luôn. Thật ra thì khi mà đánh Lưu Bố thì chúng ta cũng không cần phải biến về quá nhiều. Bởi vì khi mà các bạn có chiêu cuối là các bạn có thể hút máu được rồi. Chiêu cuối của Lưu Bố thì cũng hồi rất là nhanh thôi. Hello Mina, trời đất ơi. À, mình bắt luôn Hayate này. Bắt vào mục tiêu chủ lực, thế là Hayate lên mà điểm số. Thường thường thì trong một trận đấu thì mình sẽ cần phải quan tâm đến mục tiêu chủ lực của team bạn. Chúng ta cần phải xác định được rõ trận đấu này team bạn sẽ là Red và Hayate. Đây là hai mục tiêu mình sẽ cần phải bắt được vào nhá. Chứ còn bắt vào Mina lẫn cậu Omen thì tốn thời gian lắm. Dàn trụ team bạn là mình thấy qua là còn 6 cái. Team mình được cái là vẫn nhỉnh hơn so về điểm ả gục này lẫn về trụ. Thế nên là không việc gì phải vội nhá. Nào rút lui Gidu ơi. Rút lui đi. Bây giờ chúng ta nên ăn cái con Seiza này là hợp lý này. Không nên đánh quá cao, cứ tạm thời ăn Seiza cái đã. Chả nhẽ lần này mất được Seiza. Đấy, khi mà team mình đã bao bọc ở đây rồi. Ok, có Seiza nhá. Mina đang cố gắng đẩy lẻ đường trên. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên đường trên để có thể bắt thẳng vào Mina nhá. Ui rồi đất ơi, check qua hiện tại mình thấy qua là Red lên sách chi hồn. Rồi đến Omen lên đao chi hồn. Ôi dồi, toàn trang bị giảm hồi máu thôi. Thôi thì chơi tạm Mina. Mình thấy qua có những người đồng đội của mình di chuyển lên hỗ trợ. Và chắc chắn là Mina sẽ phải bỏ mạng thôi, chứ về làm sao được nữa. Mina bốc cười. Hiện tại là mình bị khắc chế thôi các bạn ạ. Bởi vì sách chi hồn hoặc là đao chi hồn của team địch cũng đã được lên. Như thế này thì mình sẽ bị giảm hồi máu nếu như đối đầu với các vị tướng đấy. Thường thường thì Lưu Bố hút máu rất ghê, nhưng gặp những trang bị như vậy là giảm đi 50% hút máu đấy các bạn ạ. Thôi thì quất tạm. Omen này 200 vàng, cố gắng nhảy thẳng vào hất tung luôn Hayate. Mỗi tôi Hayate vẫn chạy được kìa. Úi giời ơi, còn đúng một cục máu thôi. Ôi mình về đấy các bạn ạ. Mình về nha, nhiệm vụ của mình về để di chuyển xuống đường dưới đẩy lính cao lên. Chứ không mình chả về đâu. Đây rồi, đang có cả Zuka nó đẩy trụ lén đây này. Không về nhanh nó bào hết cả trụ team mình. Cái tầm này để mà đuổi được Zuka nó cũng khó khăn cơ. Công việc còn lại chắc để cho đồng đội của mình lo thôi. Như Laurel truy sát chẳng hạn. Thêm cả Terry chặn đầu tới nay thì Zuka làm sao mà về được đây. Đây là thời điểm cuối game rồi nhá. Các bạn thấy qua dàn trụ team bạn không còn quá nhiều thì sẽ được gọi là cuối game. Và ngoài ra thì cả hai bên cũng gần như full đồ. Nhưng mà team mình sẽ nhiều đồ hơn. Lý do team mình lợi thế hơn mà. Hơn về mạng, hơn về trụ. Để cho mình farm một xíu đã, sau đó mình sẽ di chuyển và combat cùng với đồng đội. Thôi làm tạm cái con rồng thôi, chứ còn team địch dám đánh nhau đâu. Quất tạm cái con rồng, sau đó là mình sẽ di chuyển ra hỗ trợ Gidu. Kiếp, Mina nó cứng cáp như thế này, Mina hổ báo ghê. Không làm ăn được cái gì luôn các bạn ạ. Thật sự rất khó để có thể combat vào thời điểm này. Trong khoảng thời gian ép trụ ấy thì mình sẽ cần phải đẩy cao 3 đường lính lên nhá. Mình thấy qua đường dưới không có ai đẩy thì thôi, mình sẽ di chuyển xuống đường dưới để đẩy lính cao lên này. Phải biết chia nhau ra để có thể dọn lính, đẩy lính cao lên, sau đó chúng ta ép được tốt. Thiếu đúng 100 mình nữa thôi là chính thức mình full đồ đấy. Cuối game rồi vẫn phải thăm ngàn để làm sao lên được cái trang bị giáp bảo mệnh. Có được giáp bảo mệnh thì mình sẽ tự tin hơn để có thể là giao tranh và combat. Nhưng mà mình thấy qua là bắt đầu đánh nhau rồi kìa. Trời đất ơi, từ từ để mình di chuyển lên mình hỗ trợ phát nào. Không biết là có tiếp cận được hay không, chứ còn mục tiêu của mình chắc chắn là sẽ là các vị tướng chủ lực cố gắng nhảy vào hất tung. Cắm tê tái, úi trời ơi, các bạn thấy chưa? Trình độ cắm tê tái ăn mạng đây là gọi là đỉnh cao rồi. Dùng kỹ năng ăn mạng đấy chuyện hết sức bình thường, nhưng mà căn sát tương để cắm tê tá ăn mạng được ấy, nó gọi là đỉnh cao nhá. Đỉnh chóp luôn. Thế thì hiện tại mình thấy qua là mất 3 người, mình cứ đẩy đánh cao khu vực đường dưới này lên thôi. Hay quá. Hay giờ team bạn cũng phải nằm xuống rồi. Ui giời, thế này thì chắc có lẽ kết thúc luôn trận đấu tại đây, chứ còn nhà mình team mình đang phá thẳng nhà kia kìa. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá xem clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.